Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Những ngày qua mạng xã hội lan truyền thông tin về việc nữ sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông thị xã Bình Long Bình Phước bị nhóm bạn đánh khi đi học thêm tiếng Anh, dẫn đến tổn thương sọ và trầm cảm nặng. Sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của dư luận và khiến nhiều người phẫn nộ trước hành vi bạo lực học đường. Qua xác minh của công an thị xã Bình Long, sự việc nữ sinh bị đánh xảy ra vào tối 8 tháng 4, nạn nhân là NMN. Trước đó, nữ sinh này và NTKL, NNTV, DTV, DTHA cùng 18 tuổi học chung lớp 12 trường Trung học phổ thông thị xã Bình Long chưa thân với nhau, sau đó NMN và DTV tách ra khỏi nhóm. Trong thời gian không chơi chung, các học sinh này xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 19 giờ ngày 8 tháng 4, sau khi tăng học lớp tiếng Anh, hai nhóm xảy ra cự cãi đánh nhau. Công an phường An Lộc đã mời các bên làm việc. Phía gia đình nạn nhân đã yêu cầu các bạn xin lỗi và bồi thường tiền điều trị thương tích. Vụ việc tưởng chừng đã kết thúc tại đây nhưng sau đó NMN bị nôn ói và được gia đình đưa đi khám ở bệnh viện 115 thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện tâm thần. Tại hai bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán nữ sinh bị tổn thương nông ở đầu, tổn thương nội sọ, trầm cảm nặng. Trước sự việc này, gia đình nạn nhân lo lắng cho tình trạng sức khỏe và tinh thần của con nên đã chia sẻ thông tin lên mạng xã hội để phản ánh về vấn đề bạo lực học đường. Chị Lương Thị Thanh Hiền, mẹ của NMN cho biết tưởng con bị nhẹ nên chỉ yêu cầu xin lỗi để con tiếp tục đến trường. Thế nhưng sau đó con bị thương nặng và còn bị bạn đe dọa dẫn đến trầm cảm nên sẽ làm đơn trình báo công an và cuộc xử lý. Theo chị Hiền, con mình bị trả thù vì đã can ngăn nhóm này đánh bạn. Gia đình yêu cầu cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm minh những kẻ gây ra hành vi bạo lực. Mẹ của nữ sinh bị đánh cho biết thêm, đến chiều ngày 12 tháng 4 thấy nờ xuất viện nhưng tâm lý không tốt nên gia đình tiếp tục đưa nữ sinh đến bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán nữ sinh đang trong giai đoạn trầm cảm nặng, không có các triệu chứng loạn thần. Đến nay nờ vẫn đang được kê đơn thuốc điều trị. Tôi đang rất lo lắng suốt 12 năm ăn học, giờ cháu sắp đến ngày phải thi học kỳ 2 và cũng chỉ hơn 2 tháng nữa cháu phải bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Giờ tâm lý sức khỏe của con bất ổn như vậy không biết cháu có thể vượt qua để hoàn thành được kỳ thi quan trọng này hay không. Liên quan vụ việc, ông Nguyễn Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Bình Long cho biết, sau khi nắm được vụ việc, Ủy ban nhân dân thị xã cũng đã chỉ đạo các cơ quan công an xác minh làm rõ vụ việc quan điểm của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã là sẽ xử lý nghiêm theo quy định nếu có vi phạm. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân thị xã Bình Long cũng khuyến cáo người dân không chia sẻ bình luận các thông tin chưa được kiểm chứng hoặc có thông tin chính thống từ cơ quan chức năng dễ gây hoang mang dư luận. Mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Đống Đa Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Hoàng Khương Duy, sinh năm 1999, trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, nghi phạm cướp taxi tại phố Trần Quý Cáp. Khoảng 22 giờ ngày 14 tháng 4, sau khi uống bia rượu tại quán bar ở phố Yên Phụ, Hoàng Khương Duy đi ra cửa gọi xe taxi do anh T, sinh năm 1986 ở Hà Nội là tài xế. Duy yêu cầu anh T trở về khu vực trường tiểu học Huy Văn, phường Văn Trương, quận Đống Đa. Trên đường đi từ Yên Phụ về đến Trần Quý Cáp, giữa Duy và anh T xảy ra mâu thuẫn vì Duy cho rằng tài xế đi đường không đúng ý của Duy hai bên to tiếng duy dùng tay trái ghi cổ anh tê vào ghế lái tay phải cầm điện thoại đấm liên tục vào đầu mặt ngực bụng của nam tài xế hoảng sợ nam tài xế liền bật cửa chạy ra khỏi xe và chi hô lúc này duy nhảy vào ghế lái điều khiển xe bỏ chạy trên đường lái chiếc taxi tẩu thoát duy va chạm với một số phương tiện khác khiến người tham gia giao thông bị va quẹt ngã ra đường duy tiếp tục điều khiển phương tiện đến phố lương sử c thì bỏ lại xe và chạy bộ trốn thoát sau khi sự việc xảy ra, anh T cũng đến công an quận Đống Đa trình báo sự việc. tiếp nhận thông tin, công an quận Đống Đa, phòng cảnh sát hình sự công an Hà Nội vào cuộc điều tra, truy bắt nghi phạm. ngay trong đêm, các trinh sát, cán bộ điều tra công an quận Đống Đa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội vào cuộc triển khai nhiều biện pháp điều tra, truy bắt đối tượng cùng tăng vật. đến sáng ngày 15 tháng 4, Hoàng Khương Duy đến trụ sở công an quận Đống Đa đầu thú và khai nhận sự việc. Mới đây, tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Phạm Đình Cự, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và bị cáo Đỗ Duy Vinh, cựu giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Yên cùng 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tại phiên tòa, bị cáo Cự có dấu hiệu sức khỏe không tốt nên được hội đồng xét xử cho phép ngồi trong quá trình xét xử. Ngay câu hỏi đầu tiên của hội đồng xét xử về hành vi của mình như cáo trạng nêu, bị cáo cự cho biết đến khi bị cơ quan điều tra mời lên làm việc mới biết mình đã sai. Bị cáo cự nói, bị cáo ý thức được sai phạm của mình như cáo trạng, bị cáo cũng đã khắc phục toàn bộ thiệt hại do hành vi của mình gây ra. Hội đồng xét xử hỏi, biết sai sao vẫn làm? Trả lời, cự chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cho rằng thời điểm đó kinh tế tỉnh Phú Yên khó khăn, do vậy bị cáo rất muốn phát triển kinh tế cả tỉnh nói chung và ở đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa nói riêng. Tương tự, bị cáo Vinh cũng thừa nhận sai phạm như cáo trạng nêu. Bị cáo Vinh trình bày bị cáo rất hối hận vì những sự việc xảy ra. Bị cáo cũng đã tác động gia đình bồi thường thiệt hại nên mong hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Hội đồng xét xử cho rằng hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến chính sách quản lý đất đai và hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước về quản lý sử dụng tài sản công nên cần xử phạt tương xứng với tính chất hậu quả do hành vi phạm tội đã gây ra. Tuy nhiên trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo ăn năn hối cải. Quá trình điều tra, mỗi bị cáo đã tự nguyện nộp bồi thường hơn 716 triệu đồng. Công ty Pimefaco nộp hơn 8,7 tỷ đồng, tổng cộng là hơn 10,1 tỷ đồng. Bản thân hai bị cáo quá trình công tác cũng đã có nhiều thành tích xuất sắc, được nhiều cấp tặng thưởng huân chương, kỷ niệm chương là con em gia đình chính sách nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo luật định. Từ những nhận định trên, hội đồng xét xử cho rằng việc tuyên phạt các bị cáo 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo là đúng người đúng tội, thể hiện sự nhân đạo của nhà nước và đúng với chính sách khoan hồng của pháp luật. Theo bản án sơ thẩm, dự án trung tâm kinh doanh dược mỹ phẩm và dịch vụ y tế Phú Yên do công ty Pimefaco làm chủ đầu tư, được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên giao đất có thu tiền sử dụng đất từ tháng 9 năm 2007 và bàn giao đất trên thực địa tháng 9 năm 2007. Đến tháng 1 năm 2013, doanh nghiệp không triển khai thực hiện dự án thuộc trường hợp thu hồi đất theo quy định tại khoản 12, điều 38 luật đất đai năm 2023. Từ tháng 11 năm 2012 đến tháng 1 năm 2013, ông Phạm Đình Cự, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên và Đỗ Duy Vinh, Giám đốc Sở Tài chính, biết thửa đất số 76 tờ bản đồ số 8, diện tích 1.183 m2, thuộc ô phố A2, đường Hùng Vương, phường 6, thành phố Tuy Hòa, được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất cho công ty Pimefaco để thực hiện dự án trung tâm kinh doanh dược mỹ phẩm và dịch vụ y tế Phú Yên, nhưng doanh nghiệp không triển khai thực hiện dự án, thuộc trường hợp phải thu hồi đất. Dù vậy, bị cáo Phạm Đình Cự và Đỗ Duy Vinh vẫn làm các thủ tục cho công ty Pimefaco chuyển nhượng quyền sử dụng đất của thửa đất này cho ngân hàng ngoại thương chi nhánh Phú Yên không đúng quy định của pháp luật, gây thất thoát tài sản nhà nước số tiền hơn 10,1 tỷ đồng. Mới đây, ngày 15 tháng 4, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Ngoài ra, Bộ Công an còn khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Anh Quang, Tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Thuận An về tội đưa hối lộ. Nguyễn Khắc Mẫn, phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Nguyễn Văn Thảo, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang và Đàm Văn Cường, phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Bị can còn lại là Hoàng Thế Du, trưởng phòng ban quản lý dự án tỉnh Bắc Giang, bị cáo buộc tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 222. Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh trên, ngày 15 tháng 4 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Công an đã tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản. Những ngày qua, phụ huynh học sinh trường tiểu học Quang Trung, thành phố Huế phản ánh bữa ăn bán trú 27.000 đồng, không đảm bảo chất lượng, theo hình ảnh, phụ huynh chia sẻ, bữa ăn bán chú buổi trưa tại trường với vài mẩu sườn heo, chả trứng chiên, đậu xào và cơm trắng. Theo tìm hiểu, mỗi phụ huynh phải đóng 27.000 đồng một suất ăn bán chú cho con tại trường, bao gồm một bữa ăn trưa và một bữa nhẹ là một hộp sữa chua vào đầu buổi chiều. Ngoài ra, đóng thêm 10.000 đồng một bữa để hỗ trợ nhân viên, giáo viên bán chú và tiền ga trong mỗi bữa ăn. Một nữ phụ huynh có con đang theo học lớp 3 trường tiểu học Quang Trung chia sẻ, chị suýt khóc khi thấy hình ảnh bữa ăn bán chú buổi trưa của con tại trường học leo tèo đến như vậy. Cũng theo những phụ huynh này, đây không phải lần đầu tiên họ phản ánh về việc bữa ăn bán chú của học sinh ở trường không đảm bảo chất lượng, các phụ huynh đề nghị sự việc này được làm rõ. Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Thế Sinh, hiệu trưởng trường tiểu học Quang Trung khẳng định, Hình ảnh khay cơm bán chú mà phụ huynh phản ánh sau đó lan truyền trên mạng, không phải bữa cơm mà trường chuẩn bị cho các cháu. Ông Sinh cho biết, hình ảnh chụp đúng là ở trường, tuy nhiên khay cơm đó không đúng với thực tế mà nhà trường chuẩn bị. Theo ông Sinh, bữa ăn 27.000 đồng, trong đó có 5.000 là tiền sữa bữa lỡ cho học sinh và 800 đồng tiền ga. Còn phụ huynh đóng thêm 10.000 đồng là tiền để các bảo mẫu chăm lo phục vụ cho việc các cháu ăn ngủ, chứ không phải là tiền để phục vụ bữa ăn. Về hình ảnh 6 khay cơm của học sinh được lan truyền trên mạng, ông Sinh cho biết hình ảnh đó không đúng vì nhà trường chuẩn bị bữa cơm cho học sinh sẽ không bao giờ sắp xếp như vậy. Tối đa bàn nhựa chỉ xếp được 4 khay. Lãnh đạo ở trường tiểu học Quang Trung cho biết hiện nay đơn vị vẫn đang tổ chức xác minh việc những hình ảnh đó xuất phát từ đâu. Tại sao lại có những hình ảnh đó? Những người đưa hình ảnh đó nhằm mục đích gì? Khi có kết quả sẽ báo cáo cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND TP Huế. Liên quan đến vụ việc trên, ông Trương Đình Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết đang yêu cầu các đơn vị liên quan báo cáo và xác minh sự việc. Ông Hạnh cho biết, khi kiểm tra thực tế, bữa ăn chuẩn bị cho học sinh đầy đủ khác so với hình ảnh phụ huynh phản ánh. Qua sự việc này, chúng tôi yêu cầu trường chấn chỉnh, đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết, thời gian tới sẽ chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra giám sát công tác bán trú, nhất là chất lượng bữa ăn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Liên quan vụ ông Lê Minh Hoàng, ngụ xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, người tự nhận có thể cầu mưa cho thành phố Hồ Chí Minh bằng phương pháp cầu nguyện gây xôn xao dư luận, mới đây ông Hoàng lại nhận lỗi khi làm việc với chính quyền nơi cư trú. Một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin Lê Minh Hoàng cư trú tại địa phương, tự nhận có khả năng cầu mưa cho thành phố Hồ Chí Minh và cung cấp văn bản xác nhận chính ông đã cầu nguyện cho nông dân của hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thành bớt thiệt hại trong vụ mùa, huyện đã yêu cầu ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành và ủy ban nhân dân xã Bột Xuyên báo cáo sự việc. Theo đó, trong văn bản trên, ông Lê Minh Hoàng viết sau thời gian quan sát, giữa lúc lúa chính vào tháng 8 năm 2023 thì xảy ra gió giật mạnh, ông Hoàng đã cầu nguyện để bớt thiệt hại cho xã viên. Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành cũng làm việc với ông Đinh Quang Thành, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thành và xác nhận chữ ký dấu đóng trên văn bản mà ông Hoàng cung cấp đúng là của ông Thành. Cùng lúc, Ủy ban Nhân dân xã Bột Xuyên đã mời ông Lê Minh Hoàng lên làm việc. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức, huyện đang chờ báo cáo chính thức của hai xã trên. Trước mắt, ông Hoàng xin lỗi về việc công khai văn bản. Ông Hoàng nhận sai và xin rút lại các văn bản đã gửi. Đại diện chính quyền địa phương nhìn nhận có thể xuất phát từ quê hương thuần nông với nghề trồng lúa nước là chủ yếu nên phát sinh sự việc trên huyện đang giao cho cơ quan nội vụ tôn giáo xem xét thêm về sự việc riêng trường hợp ông Thành ký đóng dấu của hợp tác xã vào văn bản của ông Hoàng chúng tôi sẽ có hình thức xử lý phù hợp lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức nói về vụ việc trên ông Lê Minh Hoàng chia sẻ ông đã đến làm việc với chính quyền về văn bản có dấu của hợp tác xã Mỹ Thành theo lời ông Hoàng trong buổi làm việc ông được cơ quan chức năng nhấn mạnh rằng những gì có liên quan đến dấu đỏ chưa được kiểm chứng thì không nên đưa lên mạng xã hội. Ông Hoàng cho biết, về báo cáo của tôi, họ hỏi tôi lấy các con số chi tiết về giảm thiệt hại vụ mùa cho bà con hợp tác xã Mỹ Thành ở đâu. Nói cho tôi thương bà con làm nông nên ra bờ ruộng nằm theo dõi. Xem gió đến, lúa ngã đổ vào thời điểm nào, từ đó tôi mới ghi giờ giấc vào được như vậy. Theo ông Hoàng, cơ quan chức năng giải thích cho ông hiểu rằng việc giảm thiên tai của năm này so với năm trước hay không phải do các cơ quan khoa học kiểm chứng. Một mình giám đốc hợp tác xã là không được, do vậy ông Hoàng mới nhận lỗi và được yêu cầu rút lại các văn bản đã báo cáo liên quan đến dấu của hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thành. Về việc cầu mưa cho thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Minh Hoàng thông tin các nơi ông gửi công văn giới thiệu của tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp, giám đốc trung tâm dịch thuật dịch vụ văn hóa và khoa học công nghệ thuộc liên hiệp các hiệp hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, về khả năng cầu mưa tới nay đều nói đang chờ xin ý kiến lãnh đạo. Đứng trước câu hỏi tại sao ông phải chờ có giấy mời của chính quyền địa phương mới cầu mưa cho thành phố Hồ Chí Minh, ông Hoàng cho biết ông lo lắng rằng nếu ông tự đi mà không có sự hỗ trợ từ địa phương thì có thể hàng ngàn người kéo ra xem sẽ nguy hiểm. Ông Hoàng cho biết thêm tôi không lập đàn cầu mưa mà tôi chỉ xin chính quyền cử cán bộ dẫn tôi đến một vài nơi hỏi ý kiến người dân xong về tôi cầu nguyện xin mưa tôi đọc kinh cầu nguyện xin cho các vùng đang bị hạn hán không có đòi hỏi gì thêm tôi chỉ đề nghị người dân khi thấy tôi xin mưa thì bình tâm không ùn ùn kéo ra đường Bị cáo Duy Đức Tuấn 50 tuổi, chủ tịch công ty cổ phần tập đoàn đầu tư tài chính Thái Bình Dương, gọi tắt là công ty Thái Bình Dương, bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố tội cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại điểm A khoản 4 điều 170 Bộ luật hình sự, khung hình phạt 12 đến 20 năm tù. Theo hồ sơ vụ án, Tuấn là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn đầu tư tài chính Thái Bình Dương, chuyên tư vấn quản lý bất động sản, quản lý dự án. Năm 2009, Tuấn nhờ người mua hộ chiếc xe ô tô nhãn hiệu Mercedes-Benz màu đen với giá 75.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên, khi xe ô tô được chuyển đến cửa khẩu cảng Hải Phòng, do không nắm được quy trình nhập khẩu nên Tuấn không nhập khẩu được chiếc xe trên. Qua giới thiệu, Tuấn biết ông Vũ Hùng S, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng Bảo Tín Sơn Tùng và đặt vấn đề nhờ ông S giúp nhập khẩu chiếc xe trên. Cuối cùng, chiếc xe đã được nhập khẩu và bàn giao cho Duy Đức Tuấn quản lý sử dụng. Sau đó hai bên có xảy ra mâu thuẫn về việc xuất hóa đơn. Ngày 9 tháng 8 năm 2016, Tuấn gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, tố giác ông S có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản chiếc xe trên. Cơ quan điều tra xác minh xác định vụ việc là quan hệ dân sự, không có việc phạm tội nên ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Sau đó Tuấn được cơ quan điều tra thông báo kết quả giải quyết đơn tố giác trên. Tuy nhiên, bị cáo vẫn tiếp tục gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng tố giác ông S làm giả tài liệu để nhập lậu xe ô tô trên của công ty Thái Bình Dương. Đến năm 2020, Tuấn biết ông S giữ chức vụ phó tránh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban chỉ đạo 389 Bộ Quốc gia. Tuấn tiếp tục gửi đơn đến cơ quan chức năng như Bộ Công an, Bộ Công thương, Tổng cục chống buôn lậu, Công an thành phố Hà Nội và nhiều cơ quan báo chí tố giác ông S có hành vi làm giả tài liệu để nhập lậu xe ô tô của công ty Thái Bình Dương. Bị cáo sử dụng tài khoản Facebook mang tên Tuấn Duy Đức đăng nhiều bài viết bôi nhọ danh dự, hạ thấp uy tín của ông S. Lo sợ việc Tuấn liên tiếp gửi đơn thư sẽ gây ảnh hưởng đến uy tín công việc, sự nghiệp nên ông S nhờ các bạn của mình liên lạc trao đổi với Tuấn. Trong nội dung các cuộc trao đổi, Tuấn đã đe dọa ông S về việc Tuấn tiếp tục gửi đơn tố giác khiến ông S mất nghiệp, bị khởi tố. Bị cáo đòi ông S phải giao 10 tỷ đồng mới rút đơn. Về sau, Tuấn đổi ý lấy 9,5 tỷ đồng và nói nếu mà đúng 9 đồng rưỡi thì em giải quyết được luôn. Mà thằng này mất nghiệp luôn ý. Do lo sợ ảnh hưởng đến công việc nên ông S đã đồng ý giao cho Tuấn số tiền 9,5 tỷ đồng. Ngày 9 tháng 10 năm 2020, ông S gửi đơn trình báo đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội tố giác hành vi cưỡng đoạt tài sản của Duy Đức Tuấn. Ngày 10 tháng 10 năm 2020, người bạn của ông S thông báo với bị cáo Tuấn là ông S mới chuẩn bị được 5 tỷ đồng và gia đình muốn gặp để trao đổi và giao tiền, nhưng Tuấn bảo cứ gửi tiền vào tài khoản. Do không nhận được tiền, Tuấn tiếp tục tố giác ông S đến cơ quan chức năng. Ngày 18 tháng 4 năm 2023, Tuấn bị tạm giam để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Mới đây, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Duy Đức Tuấn, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty tài chính Thái Bình Dương về tội cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên, phiên tòa đã bị hoãn do bị cáo Duy Đức Tuấn và các luật sư bảo chữa đề nghị triệu tập bị hại và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tới phiên xử. Mới đây, thông tin từ Công an huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ được Nguyễn Thanh Hưng, ngụ thôn Nam Hiệp 1, xã Ca Đô, huyện Đơn Dương, liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại địa phương. Theo thông tin ban đầu, khuya 14 tháng 4, Trung tâm Y tế huyện Đơn Dương báo Công an huyện thông tin tiếp nhận hai thiếu niên nghi bị đâm. Trong đó, một người đã tử vong tên là Tăng Văn Phát, người còn lại trọng thương là Nguyễn Hoàng Lương Quyền, cùng 17 tuổi, ngụ xã Ca Đô, huyện Đơn Dương và cuộc điều tra công an huyện Đơn Dương xác định Hưng là nghi phạm nên tiến hành bắt giữ sau 2 giờ gây án. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy khoảng 22 giờ 30 phút tối 14 tháng 4, Hưng đến quán tạp hóa gần nhà mua đồ thì gặp Phát và Quyền đứng trước nhà người thân của Quyền. Một trong hai thanh niên hỏi Hưng đi đâu đó đại ca. Khi Hưng hỏi lại cái gì ghê vậy thì bị một trong hai thanh niên đấm vào mặt. Lúc này Hưng liền rút con dao mang theo trong người đâm chém nhiều nhát vào hai thanh niên trên. Bị đâm chém loạn xạ, các nạn nhân bỏ chạy vào căn nhà gần đó. Người dân đã đưa hai thanh niên nói trên đến trung tâm y tế huyện Đơn Dương cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Tăng Văn Phát đã tử vong. Nguyễn Hoàng Lương Quyền cùng 17 tuổi bị thương nặng. Nhận được tin báo, công an huyện Đơn Dương triển khai lực lượng truy xét nóng các đối tượng nổi cộm trên địa bàn. Đến khoảng 0 giờ 5 phút ngày 15 tháng 4, cơ quan chức năng đã bắt giữ Hát tại nhà. Quá trình khám xét nhà ở của Nguyễn Thanh Hưng Lực lượng chức năng phát hiện thu giữ một con dao dài 18 cm, trên dao có dính dịch màu nâu đỏ nghi là máu. Các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ án mạng. Trong vụ án, chủ tịch phường nhận hối lộ 1 tỷ đồng để làm ngơ cho vi phạm trực tự xây dựng ở Hà Nội qua tìm hiểu. Việc này liên quan đến công trình không phép cao 2 tầng, có mặt tiền hàng chục mét nằm trên đường Xuân Tảo, phường Nghĩa Đô. Có thể thấy công trình khiến chữ Mạnh Hùng bị khởi tố tạm giam nằm trên một trong những trục đường đẹp nhất của quận Cầu Giấy, Hà Nội. Công trình kiên cố này được thi công cách đây vài năm. Sau đó, trong quá trình xây dựng, lực lượng chức năng phát hiện công trình không phép nên tạm dừng thi công từ thời điểm vi phạm được phát hiện cho đến nay. Nhìn từ bên ngoài, công trình này do tạm dừng thi công từ lâu nên đã nhúm màu thời gian. Một số vị trí tường bên ngoài xuất hiện rêu. Theo ghi nhận tại công trình, hầu hết hệ thống cột chịu lực Dầm máy của công trình được làm bằng những thanh thép lớn. Do hệ thống thang máy chưa được lắp đặt nên chỉ có thể di chuyển bằng hệ thống cầu thang sắt nếu muốn lên tầng 2. Bước đầu, Công an thành phố Hà Nội xác định ông Hùng đã nhận hối lộ 1 tỷ đồng để làm ngơ cho công trình xây dựng, không có giấy phép trên diện tích 1.400m2, được tồn tại tiếp tục thi công và hoàn thiện. Công an thành phố Hà Nội đang mở rộng điều tra làm rõ trách nhiệm của ông Hùng và những người liên quan khác trong vụ án này. Theo Công an thành phố Hà Nội, thời gian qua, các vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố diễn ra với nhiều mức độ khác nhau, tiềm ẩn phức tạp, gây dư luận xấu trong nhân dân, ảnh hưởng không nhỏ tới công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự xây dựng đô thị. Để kịp thời chứng chỉnh tình trạng này, việc xử lý hành vi tham nhũng tiêu cực nhận hối lộ trong xử lý vi phạm trật tự xây dựng là một biện pháp cần thiết có tác dụng răng đe cảnh tỉnh những đối tượng khác. Đáng chú ý, báo cáo hồi tháng 12 năm 2023 của Sở Xây dựng Hà Nội thể hiện, trên địa bàn thành phố có ít nhất 7.326 công trình xây không phép, gần 2.300 công trình xây sai phép. Các địa phương đang tiếp tục kiểm tra đối với 33.580 công trình còn lại. Trong đó, huyện Đông Anh có 5.795 công trình không phép, quận Hai Bà Trưng có 855 công trình không phép, 15 công trình sai phép, đang rà soát 756 công trình, quận Nam Từ Liêm có 559 công trình xây dựng sai phép, đang rà soát 588 công trình. Quận Cầu Giấy có 433 công trình xây dựng sai phép, quận Thanh Xuân có 353 công trình xây dựng sai phép, đang rà soát 3.241 công trình, quận Ba Đình có 268 công trình xây dựng sai phép, 1.681 công trình đang rà soát. Ngày 15 tháng 4, theo nguồn tin cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can 18 người trong vụ mang quan tài gây áp lực đòi nợ chủ hụi để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng. Theo đó, công an đã ra quyết định khởi tố 13 bị can tội gây dối trật tự công cộng theo khoản 2 điều 318 Bộ luật hình sự. Đây là nhóm bị can tham gia bàn bạc góp sức trực tiếp để mang quan tài, ảnh thờ, giấy vàng mã đến nhà chủ hội Ngô Thị Loan Chi, sinh năm 1991, hộ kinh doanh bao bì, gia vị trên đường Lê Văn Phấn, thành phố Phan Thiết gây áp lực đòi nợ. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết cũng đã khởi tố thêm 5 đối tượng tội gây dối trật tự công cộng. Theo khoản 2, điều 318 Bộ luật hình sự, nhóm đối tượng này bao gồm cả người tham gia bán quan tài, thợ ảnh bị khởi tố để điều tra với vai trò đồng phạm. Tất cả 18 bị can được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo điều tra ban đầu, nhóm con hụi lập nhóm trên Zalo để trao đổi bàn bạc nhau thuê luật sư để đòi nợ chủ hụi. Tuy nhiên, do bức xúc trước việc chủ hụi Ngô Thị Loan Chi đã bỏ đi khỏi nơi cư trú, trưa ngày 10 tháng 11 năm 2023, hàng chục người chơi hụi đã dùng ô tô tải, chở quan tài và mang theo vàng mã nhang, loa di động đến nhà bà Chi trên đường Lê Văn Phẫn, khu phố 7, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết để gây áp lực nhằm đòi nợ. Thấy căn nhà bà Chi đã đóng kín cửa, nhóm người này mang quan tài chuối xanh cáo phó kèm khung ảnh thờ là hình của bà Chi đặt trước nhà. Sự việc đã thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người dân xung quanh và người đi đường khiến giao thông đi lại trên đường Lê Văn Phấn bị gián đoạn. Nhiều người còn sử dụng điện thoại di động phát trực tiếp vụ việc trên mạng xã hội, khiến người dân hoang mang, an ninh trật tự tại khu vực bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, công an thành phố Phan Thiết đã phải huy động lực lượng đến để vãn hồi trật tự. Trước đó, ngày 25 tháng 10, hàng chục người dân cũng đã đến chợ Phú Thủy tìm người chủ hụi này. Vụ vỡ hụi do bà Ngô Thị Loan Chi tổ chức xảy ra vào chiều ngày 25 tháng 10 năm 2023. Những người tham gia đường dây hụi cũng đã làm đơn trình báo đến cơ quan công an. Công an phường Phú Thủy đã tiếp nhận đơn tố cáo của 46 người với tổng số tiền khoảng 17,5 tỷ đồng. Đến ngày 18 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Ngô Thị Loan Chi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây hụi hàng chục tỷ đồng trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Bà Chi là chủ dây hụi lớn tại địa phương có nhiều người tham gia với số tiền lớn. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Sáng sớm ngày 15 tháng 4, người dân bất ngờ phát hiện một nam thanh niên tử vong tại mương nước thuộc dự án Đại lộ Vinh cửa lò bên cạnh một chiếc xe máy. Thông tin trên được lãnh đạo Ủy ừ ban nhân dân xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, Nghệ An xác nhận, đồng thời cho biết nạn nhân bị tử vong tại cống nước đường 72 thuộc địa bàn xóm 8 xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc. Phát hiện sự việc, người dân hô hào và báo chính quyền địa phương có mặt đưa nạn nhân lên bờ. Tuy nhiên, nạn nhân được xác định đã tử vong trước đó. Nạn nhân được xác định là một nam thanh niên sinh năm 2001, trú xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên. Sau khi nhận được thông tin gia đình nạn nhân đã có mặt tại hiện trường cùng các cơ quan chức năng liên quan xác định rõ nguyên nhân. Một vị lãnh đạo xã Nghi Phong cho biết, nạn nhân tử vong dưới cống nước công trình đường 72m, công trình do công ty Tân Nam đảm nhận. Theo tôi được biết, công trình này làm hàng rào chắn bảo vệ rất sơ sài chỉ bằng một sợi dây cảnh báo khá đơn sơ. Cũng theo vị lãnh đạo xã Nghi Phong Khoảng một tháng trước, cũng trên đường 72m đã xảy ra một vụ tai nạn liên quan đến việc thi công công trình này, khiến một người bị thương khá nặng. Được biết, dự án Đại lộ Vinh Cổ Lò nằm trong tổng thể của đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Đại lộ có tổng chiều dài là 11,2km, tổng diện tích là 1,1752ha, chia thành 5 khu trục. Dự án được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng. Giai đoạn 2 được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt tại quyết định số 4686 trên quy đề UBND với tổng mức đầu tư của dự án là 1.415 tỷ đồng. Công trình do Sở Giao thông Vận tải Nghệ An làm chủ đầu tư đi qua ba địa phương gồm thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc và thị xã Cửa Lọ được khởi công giữa năm 2022. Thời gian hoàn thành dự án là 36 tháng, tính từ giai đoạn 1 tính tổng mức đầu tư các hạng mục trên 3.500 tỷ đồng. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng liên quan làm rõ. Mới đây, Công an tỉnh Nghệ An thông tin phòng cảnh sát hình sự vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa ổ nhóm trộm hơn 2 tấn chó. Ba đối tượng bị bắt giữ bao gồm Nguyễn Văn Điều, chú huyện Hưng Nguyên và hai đối tượng cùng chú huyện Nghi Lộc gồm Nguyễn Văn Duyệt và Nguyễn Văn Cương, trong đó Duyệt và Cương là các đối tượng đã mang nhiều tiền án về nhiều đối danh. Theo cơ quan công an, Nguyễn Văn Điều là kẻ chủ mưu điều hành hoạt động của ổ trộm chó, chúng thực hiện hành vi ở nhiều huyện như Hưng Nguyên, Nam Đàn, Thanh Trương, Nghi Lộc và thành phố Vinh. Nguyễn Văn Điều tuyển đàn em có số má với nhiều tiền án tiền sự rồi bao an ở, điều còn cung cấp công cụ kích điện, bao xác rắn, băng keo, xe mô tô gắn biển số giả để các đối tượng trên hành nghề sau khi trộm chó được từ nhà dân, điều sẽ thu mua rồi đem đi tiêu thụ. Khi thực hiện hành vi trộm chó, những kẻ này liên kết thành ổ nhóm, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể và sẵn sàng sử dụng súng tự chế, nỏ bắn để chống trả lực lượng chức năng, người dân nếu bị phát hiện để tẩu thoát. Sau thời gian theo dõi ngày 11 tháng 4 năm 2024, phòng cảnh sát hình sự công an Nghệ An chủ trì, phối hợp công an huyện Nghi Lộc và phòng nghiệp vụ công an tỉnh phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản, trộm chó. Ngoài Nguyễn Văn Điều, ban chuyên án còn bắt giữ thêm hai đối tượng khác cùng chú tại xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc gồm Nguyễn Văn Duyệt, sinh năm 2000 và Nguyễn Văn Cương, sinh năm 1998. Duyệt là đối tượng đã có 3 tiền án và một tiền sự về các tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản. Cũng giống như Duyệt, Cương cũng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Bước đầu, các đối tượng khai nhận từ tháng 12 năm 2023 đến nay đã thực hiện hơn 50 vụ trộm và tiêu thụ chó trên địa bàn các huyện Hương Nguyên, Nam Đàn, thành phố Vinh, Nghi Lộc với tổng khối lượng chó trộm được là hơn 2 tấn. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng và truy tìm bị hại trong chuyên án. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An thông báo những ai là bị hại của ổ nhóm đối tượng trên nhanh chóng liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An để phối hợp giải quyết. Mới đây, Thượng tá Trương Nhật Minh, trưởng Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Hữu Thoại, 34 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang về hành vi cướp giật tài sản tại tiệm vàng. Trước đó vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 14 tháng 4, Thoại chạy xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh đến địa bàn huyện Bến Lức và ghé vào tiệm vàng Bảo Yến ở khu phố 8, thị trấn Bến Lức do bà V, quê Quảng Ngãi làm chủ. Tại đây, Thoại hỏi mua một chiếc lắc khoảng 3 chỉ vàng loại 24K. Nghe vậy, chủ tiệm lấy vàng ra cho Thoại xem và sau đó Thoại đồng ý mua. Khi bà V chưa kịp đưa thì thanh niên này giật lắc vàng từ tay rồi bỏ chạy ra ngoài, leo lên xe máy định phóng đi. Ngay lập tức, bà chủ tiệm vàng nhảy qua tủ kính lao ra giữ đầu xe máy, đồng thời chi hô cướp. Lúc này, anh Hiếu dân phòng đang được công an thị trấn Bến Lức phân công xuống địa bàn kiểm tra tình hình tại kho phế liệu đã nhanh chóng cùng người dân đuổi theo tên cướp. Anh Hiếu đã quật ngã tên cướp và cùng chủ tiệm vàng với ba người dân khống chế thoại ra công an huyện xử lý. Camera an ninh tại tiệm vàng đã ghi lại toàn bộ sự việc. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Bến Lức điều tra làm rõ. Theo thượng tá Trương Nhật Minh, qua vụ việc này cho thấy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa bàn ngày càng lan tỏa. Việc người dân nêu cao tinh thần và chủ động đấu tranh với tội phạm sẽ góp phần phát hiện, bắt giữ kịp thời các đối tượng phạm tội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Chiều 14 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng phòng kỹ thuật hình sự khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại thành phố Phan Thiết. Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4 tại công viên dưới chân cầu Trần Hưng Đạo, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết. Thông tin ban đầu anh NTH sinh năm 2002 chú thành phố Phan Thiết đang nằm võng cùng bạn gái ở công viên trên thì có nam thanh niên đến gây chuyện. Người thanh niên này dùng dao tấn công vào vùng lưng và đùi anh H. Anh H bị thương, bỏ chạy một đoạn đến cầu Trần Hưng Đạo thì gục xuống. Anh H được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, mất máu nên đã tử vong. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ hung khí, lấy lời khai những người có liên quan và trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ án mạng. Tiếp theo, cơ quan điều tra công an tỉnh Bình Thuận đã trích xuất camera xung quanh hiện trường và đã bắt nóng được hung thủ gây án. Cơ quan điều tra xác định hung thủ Đặng Văn Sáu, 34 tuổi, ngụ Đức Long, Phan Thiết, trước đây có mối quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng một thời gian nhưng không đăng ký kết hôn với chị VTKG, 29 tuổi, ngụ xã Sông Phan, huyện Hàm Tân. Sau khi không còn sống chung với Sáu, chị dê có phát sinh quan hệ tình cảm với anh nth chú phường phú trinh thành phố phan thiết